Xin chào tất cả các con. Rất vui mừng lại được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, có rất nhiều bạn đã gọi điện và chia sẻ với cô là các bạn rất nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè và cô giáo đấy. Cô mong rằng đại dịch Covid sẽ sớm được đẩy lùi để cô cháu mình lại được gặp nhau dưới mái trường thân yêu nhé. Nhưng trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, các con hãy tìm cho mình những niềm vui riêng thật lý thú và bổ ích nhất. Trong buổi học ngày hôm nay, cô đã có một món quà dành tặng cho các con đấy. Các con xem, cô tặng các con gì đây? À, một rổ cà chua chín ngâm. Rổ cà chua này cô vừa mới hái ở vườn đấy. Và trong bếp nhà các bạn chắc chắn cũng có rất nhiều loại quả này đúng không? Trong các loại quả này chứa rất nhiều vitamin và còn được chế biến thành rất nhiều các món ăn ngon đấy. À, các con thấy xong rổ con không? Hết rồi đúng không? Trong buổi học ngày hôm nay, cô cháu mình hãy cùng nhau học toán với những quả cà chua này nhé. Bây giờ các con hãy cùng đếm với cô xem cô tặng các con bao nhiêu quả cà chua nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tất cả là 7 quả cà chua đúng không? Vậy 7 quả cà chua cô phải dùng số mấy để biểu thị nhỉ? Cô dùng số 7 để biểu thị cho 7 quả cà chua đấy. Và 7 quả cà chua này cô muốn tách ra thành hai phần thì có những cách tách nào nhỉ mà cô cháu mình đã được học? Trong buổi học ngày hôm nay, cô cháu mình hãy cùng nhau ôn lại các cách tách này nhé. Cách tách thứ nhất, cô tách một phần có 1 thì phần còn lại có bao nhiêu quả nhỉ? Để biết được bao nhiêu quả, cô cháu mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy, phần còn lại có 6 quả đấy. Vậy để biểu thị cho phần có số lượng là 1 thì cô phải dùng số mấy? Cô cũng dùng số 1 để biểu thị cho phần có số lượng là 1 đấy. Phần có số lượng là 6, cô phải dùng số mấy nhỉ? Cô cũng dùng số 6 để biểu thị cho phần có số lượng là 6 đấy. Như vậy, cách tách thứ nhất, để tách 7 quả cà chua thành hai phần thì một phần có 1 và phần còn lại có 6 đấy. Bây giờ cô sẽ gộp hai phần lại nhé. Cô cháu mình hãy cùng đếm xem khi gộp lại có bằng với số lượng ban đầu không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy, khi gộp hai phần lại thì cũng bằng với số lượng ban đầu và đều bằng 7 đúng không? Cách tách thứ hai, cô tách một phần có 2 quả thì theo các con, phần còn lại còn mấy quả nhỉ? Bây giờ cô cháu mình cùng đếm xem phần còn lại còn bao nhiêu quả nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, cô tách một phần có 2 thì phần còn lại có 5 quả đấy. Vậy để biểu thị cho phần có số lượng là 2 thì cô phải dùng số mấy? Cô cũng dùng số 2 để biểu thị cho phần có số lượng là 2 đấy. Còn phần có số lượng là 5 thì theo các con phải chọn số mấy nhỉ? Cô chọn số 5 để biểu thị cho phần có số lượng là 5 đấy. Như vậy, cách tách thứ hai, để tách 7 quả cà chua thành hai phần thì một phần có 2 và phần còn lại có 5 đấy. Đây là cách tách thứ hai. Bây giờ cô sẽ gộp hai phần lại nhé. Bây giờ cô cháu mình cùng đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy, khi gộp hai phần lại cũng đều bằng với số lượng ban đầu và bằng 7 đúng không? Cách tách thứ ba, cô tách một phần có 3 quả
Thì phần còn lại còn mấy nhỉ? Cô cháu mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4. À, phần còn lại còn 4 quả đấy các con ạ. Vậy phần có số lượng là 3 thì cô phải dùng số mấy nhỉ? Cô dùng số 3 để biểu thị cho phần có số lượng là 3 đấy. Và phần có số lượng là 4 thì các con dùng số mấy? À, với cô Yến thì cô Yến sẽ dùng số 4 để biểu thị cho phần có số lượng là 4 đấy. Như vậy, cách tách thứ 3. Để tách 7 quả cà chua thành 2 phần thì một phần có 3 và phần còn lại có 4 quả đấy các con ạ. Bây giờ cô cũng gộp 2 phần lại nhé. Cô gộp 2 phần lại. Bây giờ cô cháu mình cùng đếm xem khi gộp lại thì có bằng với số lượng ban đầu không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À, cũng bằng với số lượng ban đầu và bằng 7 đúng không? Các con ạ, dù các con tách ở cách nào đi chăng nữa nhưng khi gộp lại cũng đều bằng với số lượng ban đầu và bằng 7 đấy. Khi ở nhà, các con có thể dùng những đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 như 7 cái bát này, 7 cái kia này, 7 cái kẹo này hoặc là 7 viên sỏi để thực hiện cách tách này nhé. Như vậy, để tách 7 đối tượng ra làm 2 phần, chúng ta có 3 cách tách. Cách thứ nhất, một phần có 1, phần còn lại có 6. Cách tách thứ hai, một phần có 2, phần còn lại có 5. Cách tách thứ ba là một phần có 3 và phần còn lại có 4 các con ạ. Các con thân yêu, trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, cô mong rằng ngoài những biện pháp phòng dịch an toàn thì các con hãy nhớ thường xuyên ôn bài để chuẩn bị cho những ngày sắp tới trường nhé. Giờ học của cô cháu mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con vào những buổi học lần sau. Chào tạm biệt các con!